Những ngày gần đây, do đang ở thời điểm mùa mưa và triều cường, gây nên tình trạng sạt lở bờ sông ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến việc sản xuất và đời sống của người dân sống trong khu vực sạt lở. Những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Bến Tre liên tiếp xảy ra 4 vụ sạt lở, làm ảnh hưởng đến trục đường giao thông liên xã và khoảng 300 mét về phía cầu Khánh Hội, đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đây là tuyến đê bao và đường giao thông huyết mạch của cồn Khánh Hội, gồm hai ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây với 1.200 hộ dân. Hiện Ủy ban Nhân dân thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành tiến hành rào chắn hai bên đầu bờ bao đoạn qua khu vực này, đồng thời cấm biển báo nguy hiểm, không cho các phương tiện lưu thông. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, nguyên nhân gây ra sạt lở là do đặc điểm địa hình của tỉnh Bến Tre có hệ thống sông ngòi dày đặc, bờ biển dài dẫn đến thường xuyên chịu ảnh hưởng sạt lở. Đáng chú ý, mức độ sạt lở có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn, sạt lở sâu hơn vào trong đất liền, chiều dài sạt lở tăng. Hiện tỉnh Bến Tre đang từng bước sắp xếp lại dân cư, di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, kết hợp với tái định cư, ổn định đời sống cho người dân. Địa phương phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành 90% việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sẽ ra sạt lở.